Phật dạy, mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có nguyên do. Mối lương duyên của người với người là từ kiếp trước. Vì thế, trong cuộc đời này, khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có lý do riêng cả. Người yêu quý bạn mang đến cho bạn sự ấm áp và lòng can đảm dũng khí. Người yêu quý bạn sẽ khiến bạn học được thế nào là yêu thương và nâng niu giữ gìn. Người bạn không ưa lại dạy bạn có lòng khoan dung và biết cách tôn trọng. Kẻ không ưa bạn sẽ giúp bạn trưởng thành, khiến bạn tự dè dặt, tự mình xem xét lại chính mình. Không ai là vô duyên, vô cớ xuất hiện trong cuộc đời bạn cả. Sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích. Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc, thôi thì cái duyên cái số hay duyên phận đã định rồi. Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả do con người tự tạo? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói có duyên để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói hết duyên để lấy cớ dứt tình. Thực ra, gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người. Bạn chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi cũng chỉ một đoạn đường đời. Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho được người khác. Vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được? 10 năm, 20 năm hay 100 năm của một đời người cũng chỉ là một đoạn đường. Chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi. Đừng nhầm lẫn, cố chấp, sở hữu. Khoảnh khắc hiếm hoi nào còn duyên có được, chúng ta nên quan tâm, cho ra hơn là nghĩ người khác phải tuân thủ theo kiểu của mình. Như thế sẽ không bị nhận hiểu sai lầm, biết tôn trọng và giúp đỡ người khác, đưa đến một cuộc sống tích cực, vui tươi, không làm khổ mình và người. Người sống ở trên đời, bởi vì xem nhẹ cho nên vui vẻ, bởi vì xem nhạt cho nên hạnh phúc. Giữa đất trời, chúng ta đều chỉ là những hành khách qua đường, rất nhiều người đời và sự tình chúng ta không cách nào có thể làm chủ nổi cho được. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như người đã rời xa. Chữ tâm có ba nét chấm đều hướng vào trong, chẳng có một điểm nào là hướng ra ngoài. Bạn càng muốn nắm giữ lấy nó, thói thường nó lại rời xa bạn nhanh nhất. Tất cả tùy duyên, duyên sâu đậm thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt nhẽo thì tùy nó rời đi. Đời người có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ càng rời cách xa bạn bấy nhiêu. Người người đều lo sợ bản thân không có lúc minh mẫn, thanh tĩnh, mong sao tự tâm mình được sáng như gương. Kỳ thực, đời người sao lại cần phải quá tỉnh táo? Cháo nấu cần phải 3 phần gạo, 7 phần nước. Trong xử sự, cần 3 phần vì mình, 7 phần vì người. Đối với bạn bè, cần 3 phần nhận biết chân tình, 7 phần khoan dung. Đối với gia đình, cần 3 phần yêu thương, 7 phần trách nhiệm. Đọc văn chương, cần đặt 3 phần là hình thức, 7 phần ở chất lượng nội dung. Uống rượu thì cần 3 phần say, 7 phần tỉnh. 3 phần, 7 phần đúng là phân lượng của cuộc sống. Trong kinh, Đức Phật đã nói đến 4 loại nhân duyên. Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên mới gặp. Có người mình chưa bao giờ biết nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây.
người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến, người đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này. Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan, đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá phách cỡ nào cũng không hỏng được. Khi duyên hết rồi thì có níu kéo kiểu nào cũng bị tan rã. Mời các bạn nghe câu chuyện Oán hận nhiều đời, kiếp này lấy tình trả nợ. Lâm Lâm là một người rất chăm chỉ, làm quản lý trong một bộ phận nhỏ của công ty. Một ngày, cô tình cờ đọc bài báo nói về thôi miên nên rất hứng thú. Cô tò mò muốn biết về kiếp trước của mình và duyên phận với người bạn trai hiện tại như thế nào. Lâm Lâm kể rằng, cô quen bạn trai đã được 5-6 năm rồi. Anh ấy rất ân cần và quan tâm tới cô. Chỉ có điều cô thường nổi giận với anh một cách vô cớ. Tuy cô cảm nhận sâu sắc rằng sẽ không có ai yêu thương cô nhiều hơn người bạn trai hiện tại, nhưng không hiểu sao cô luôn có cảm giác bất lực trong tình yêu, dường như có một loại tiềm ý thức nào đó đang ẩn giấu trong tâm trí, đợi đến sau khi cô kết hôn mới bất ngờ bùng phát. Ngay lần đầu tiên tiến hành thôi miên, Lâm Lâm có thể tiến nhập vào tiền kiếp của mình nhưng lại không thể nhìn thấy bất cứ cảnh tượng gì. Sang lần thứ hai, mọi việc cũng diễn ra như vậy. Cảm giác thất bại khiến cô hoài nghi về tính chân thật của thuật thôi miên và đã có lúc ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nổi lên. Nhưng một phần trong cô vẫn muốn kiên trì tiếp tục. Đến lần thứ ba, sau khi tôi điều chỉnh cho tiềm ý thức của cô an định lại, thì cuối cùng. Tổng cộng, Lâm Lâm đã trải qua 5 lần thôi miên và nhận được không ít thông tin giá trị. Khi Lâm Lâm tiến nhập vào tiền kiếp, cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là có rất nhiều căn phòng khác nhau. Cô là một cô bé gái hơn 10 tuổi và dường như vừa mới bị ai đó sát hại. Lúc này, linh hồn của cô đang bay lơ lửng trên không, bay qua bay lại, lượn đi lượn lại. Khi bay đến cổng của một từ đường, cô hiếu kỳ tiến vào bên trong nhưng không có ai mà chỉ nhìn thấy rất nhiều kính màu. Vậy là cô lại bay ra và cô chuyển hướng tiến đến nhà mình. Cô đáp xuống mái nhà, bên trong là một căn phòng rất tối, có một cô gái hơn 20 tuổi đang ôm một đứa bé. Cô nhận ra đứa bé ấy chính là cháu trai của mình trong kiếp sống đó. Cô còn nhớ rằng trong nhà có mẹ, có anh trai và chị dâu. Ý thức cho cô biết rằng mình đã chết, nhưng cô vẫn muốn về thăm nhà thêm một lần. Câu chuyện khá ly kỳ nhưng không rõ đầu đuôi ra sao. Nhà thôi miên bèn đưa cô về giai đoạn phát sinh sự việc. Lúc này, cô thấy mình vừa bị một người đàn ông hám của ra tay giết hại và người đàn ông đó không ai khác chính là bạn trai trong kiếp sống hiện tại của cô. Tuy chị dâu và mẹ cô vẫn chưa xuất hiện trong đời này, nhưng anh trai cô thì lại là người đồng nghiệp trong công ty hiện nay. Nhà thôi miên tiếp tục đưa Lâm Lâm trở về một kiếp sống trước đó khi chưa phát sinh ra việc ân oán ấy. Lần này, cô thấy mình là một trang nam tử, một võ tướng oai hùng, trên thân mang áo giáp và đang giao đấu với một người đàn ông. Chúng ta hãy tạm gọi vị võ tướng này bằng cái tên trong kiếp sống hiện tại của cô, Lâm Lâm. Võ công hai người gần như ngang sức ngang tài, nhưng sau một hồi chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Lâm Lâm đã thắng, còn đối thủ thì phải tử trận. Câu chuyện này xảy ra vào khoảng thời gian nhà Đường, và người đàn ông không may bị Lâm Lâm kết liễu ấy cũng chính là bạn trai hiện nay của cô. Đến đây, tôi nhận thấy ân oán của hai người quả thực không hề nhẹ chút nào. Tiếp tục tiến sâu về một kiếp sống trước nữa, Lâm Lâm thấy mình là một thiếu nữ khoảng 19 tuổi trong trang phục thời xưa đang chơi đùa trên tuyết cùng với một nhóm bạn. Giữa đám bạn là một thiếu nữ khá xinh đẹp. Cô gái ấy và Lâm Lâm là hai người có dung mạo nổi trội nhất trong nhóm. Cô nhìn tiếp nữa thì thấy một ngày nọ, người bạn gái ấy và cô đứng cạnh nhau trên một cây cầu bắc qua sông,
Cả hai đang tranh luận rất gay gắt, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, người bạn gái đó đã đẩy cô xuống cầu. Cô chới với giữa dòng nước xiết rồi bị nước cuốn đi. Khi được mọi người vớt lên thì cô đã qua đời. Người bạn gái từng đẩy cô xuống cầu ấy cũng chính là bạn trai trong kiếp sống hiện tại. Họ từng là hai cô gái xinh đẹp, từng là bạn bè của nhau, nhưng chỉ vì yêu cùng một chàng trai mà xảy ra xung đột, tranh tranh đấu đấu, cuối cùng gây ra oan nghiệp liên tiếp trong nhiều đời, vẫn không thể kết giải mối ác duyên. Cho tới tận đời này, ân ân oán oán ấy làm sao có thể kết thúc đây? Sau khi giúp cô tìm lại quá khứ, nhà ngoại cảm cuối cùng đã để cho Lâm Lâm tự quyết định riêng mình. Ông nói tình cảm sâu nặng của người bạn trai dành cho cô, Âu cũng là một cách để anh trả nợ cho mối nghiệp duyên xưa. Còn về phía Lâm Lâm, ông nói ông tin cô có đủ dũng khí và lý trí để biết nên hóa giải mối thâm tình này như thế nào để không còn oan oan tương báo, biết khi nào dừng nữa. Nhưng không phải ai cũng may mắn tìm lại được tiền kiếp như Lâm Lâm. Vậy thì, đối với một người bình thường, trong một tình cảnh nào đó, liệu họ sẽ có đủ năng lực để thiện giải mối thâm thù như thế này hay không? Liệu đời này, hai người còn làm tổn hại đến nhau nữa không? Tất nhiên, vì con người sống giữa cõi mê, khi đối diện với sự việc này, họ sẽ khó có thể giải tỏa tâm lý của mình. Nhiều nhiều, ít ít, cũng sẽ có những quyết định sai lầm để rồi ai oán, đời tiếp đời mà chẳng biết khi nào mới thôi. Câu chuyện thứ hai, vì oán sinh hận, vì hận sinh tình. Nhân vật kế tiếp là Ngọc Hàm. Sau vụ tai nạn xe, cái chết của người anh trai đã để lại cho cô một nỗi bi ai khôn cùng. Trước đó khoảng một tháng, Ngọc Hàm từng mơ thấy mình bị tai nạn, nhưng không ngờ người ra đi lại là anh trai chứ không phải là cô. Và điều kỳ lạ là hiện trường vụ tai nạn lại hoàn toàn trùng khớp với những gì cô nhìn thấy trong giấc mơ. Sau khi anh trai qua đời, Ngọc Hàm chủ động lo toan việc hậu sự. Khi mọi chuyện hoàn tất, cũng là lúc cảm giác khủng hoảng tinh thần trong cô ngày một lớn dần lên. Và điều khó hiểu nhất là mỗi khi đối diện với bạn trai, cô luôn có một cảm giác khó hiểu, không thể giải thích được. Cô cảm thấy cái chết của anh mình có liên quan đến người bạn trai ấy, vậy rốt cuộc là tại sao? Tình cảnh cứ tiếp diễn như vậy đến nhiều tháng sau đó, khiến tinh thần của Ngọc Hàm hoàn toàn suy sụp. Tính cách cô cũng dần thay đổi, cô trở nên cáu gắt, nóng giận với mọi người một cách vô duyên vô cớ. Cô không tìm được ai để giải tỏa nỗi lòng. Cuối cùng, cô đã tìm đến nhà thôi miên là tôi để thử vận may cho mình. Đầu tiên, Ngọc Hàm nhìn thấy một thiếu nữ mặc chiếc áo màu trắng. Đáng lẽ cô đã được hưởng một cuộc sống gia đình êm ấm, nhưng chẳng bao lâu sau khi kết hôn, cô bỗng phát hiện chồng mình không còn chung thủy nên buồn bã bỏ nhà ra đi. Trên đường, người thiếu phụ ấy không may bị một tên vô lại khống chế. Hắn đưa cô đến một nơi hoang vắng, định bụng sẽ giở trò đồi bại. Cô đã dùng toàn sức kháng cự đến mức ngã xuống đất, toàn thân thương tích, trong lòng vô cùng căm phẫn. Cô bắt đầu nghĩ đến chuyện báo thù. Nhân lúc sơ hở, cô may mắn lấy được một thanh gỗ làm vũ khí phòng vệ rồi trốn thoát khỏi tên vô lại. Trong đêm tối, người thiếu phụ gắng sức chạy thoát thân. Cô chạy mãi, nhưng ở nơi tối tăm và hoang vu lạnh lẽo này, cô đã bị lạc đường. Cuối cùng lại bị tên vô lại đuổi kịp. Tới lúc này, dù sức tàn lực kiệt, cô vẫn cương quyết chống cự, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay gã đàn ông đồi bại. Hắn dùng cây trâm đâm liên tiếp vào cô, rồi lại đẩy cô xuống dòng nước xiết. Con sông chảy xiết, người thiếu phụ bị cuốn trôi theo dòng nước. Cô quằn quại trong cái lạnh, cái buốt giá và một cảm giác đau đớn thấu tới tận tim gan. Sau khi qua đời, linh hồn cô bay lên không trung, nhìn xuống thân xác của mình đang nằm úp xuống mặt nước mà trôi theo dòng sông vô định. Sự việc này xảy ra vào thời nhà Nguyên, cách nay hơn 750 năm rồi.
thời gian đằng đẵng như vậy mà mối oán hận sâu nặng vẫn còn kéo dài tới tận ngày hôm nay, bởi vì tên vô lại đó chính là người bạn trai hiện nay của cô, còn người chồng bội bạc trước kia lại là người anh trai đã mất vì tai nạn, trong khi bản thân cô không ai khác chính là người thiếu phụ bất hạnh đó. Trong kiếp sống khác, Ngọc Hàm nhìn thấy người thợ săn đang đuổi theo một con nai trong rừng. Người thợ săn phóng tên, mũi tên bắn trúng ngay đùi con nai khiến nó ngã gục xuống đất. Lúc ấy, Ngọc Hàm cũng vừa đuổi theo kịp người thợ săn nọ. Cô nhìn thấy con nai bị chảy máu rất nhiều nhưng vẫn cố vùng vẫy. Ánh mắt nó nhìn cô như muốn cầu xin sự giúp đỡ, van xin cô hãy cứu mạng nó. Nhưng dẫu cô có động lòng từ bi thì người thợ săn kia vẫn kiên quyết lạnh lùng không tha. Khi ông ta vung lên chiếc dao đồ tể, cô đã cố hết sức mình đứng ra ngăn cản nhưng vẫn không thể chống đỡ lại. Đến khi cánh tay của cô trở nên đau đớn vô cùng rồi bị hất văng ra thì cũng là lúc con nai biết kiếp số của nó đã rơi vào tay người thợ săn kia rồi. Trong giây phút cuối cùng, con nai nhìn cô đầy tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy ra, những giọt lệ đầy ai oán như dấu chấm hết cho một sinh linh vô tội. Bản thân cô cũng đứng đó run rẩy, cô cảm nhận sâu sắc rằng con nai ấy chính là một người rất thân thiết với mình. Ngọc Hàm cho biết sự việc này xảy ra cách đây hơn 1.000 năm rồi, địa điểm có lẽ là phía Bắc Trung Quốc. Cô còn nói ánh mắt của con nai đó giống hệt như ánh mắt của bạn trai cô hiện tại, còn người thợ săn kia chính là người anh trai mới qua đời. Cũng trong lần thôi miên ấy, Ngọc Hàm còn nhìn thấy một kiếp sống khác và cũng liên quan đến ân oán duyên nợ giữa ba người. Quả thực, tình yêu là mối lương duyên không hề đơn giản, giữa hai người phải tình sâu nghĩa nặng nhường nào hoặc là oán hận thâm thù đến nhường nào mới có thể kết thành mối nhân duyên trời định ấy. Con người ta sống trên đời gặp được nhau là vì duyên, mà đến với nhau là vì nợ nghiệp. Ân ân, oán oán, hận hận thù thù, biết bao món nợ tiền kiếp này cuối cùng lại phải dùng tình yêu của cả một đời mà hoàn trả. Nhiều người vẫn tự hỏi, tôi rất tốt với anh ấy hay cô ấy mà vì sao vẫn không được báo đáp? Hoặc tôi yêu anh ấy hay cô ấy như vậy mà vì sao lại đối xử bạc bẽo phũ phàng thế này? Rất có thể đó là bởi do nợ nghiệp của hai người quá sâu dày nên mới phải dành cho họ tình yêu thương mà vẫn nhận về mình nỗi oán thán. Khi ấy, nếu bạn có thể nhẫn nhịn điều mà bạn cho là bất công và dùng yêu thương nhiều hơn nữa để bù đắp thì rất có thể món nợ ai oán sẽ nhanh chóng được kết giải giữa hai người. Ngược lại, nếu bạn cho đó là bất công mà cố chấp đòi tìm lại lẽ công bình cho mình thì rất có thể oán thù lại xoay vòng, nghiệp nợ lại càng thêm nợ nghiệp, không biết khi nào dừng. Nghe thuyết pháp mà cứ trò chuyện ồn ào, làm loạn tâm người thính pháp, sao sẽ đọa vào loài có tai dài? Giải thích: có nhiều người đến dự pháp hội không phải vì muốn nghe pháp mà vì muốn trò chuyện bình luận, ưa làm pháp quan, phân tích mổ xẻ. Chỉ cần vừa nghe lời không thuận lỗ tai mình thì vội vàng luận tam thuyết tứ, hoặc đến đạo tràng mà không chú tâm nghe, toàn nói chuyện phím, gây ồn ào và quấy nhiễu người nghe pháp. Những người này tương lai sẽ đọa làm chó trong cõi súc sinh, bởi vì loài chó vừa nghe tiếng động không kịp phân biệt xanh hồng trắng đen chi, đã há miệng sủa to khuấy động sự yên tĩnh bốn bề. Nếu như đối với người thuyết pháp bị nhiều đàm tiếu thị phi, thì nên y pháp chẳng y người. Phải nghiên cứu giáo lý giảng cho đúng lễ, thái độ nên đoan trang cung kính, phương pháp và thời cơ đều phải thích nghi. Đệ tử Phật tuyệt không nên có thái độ bới lông tìm chết hay lộ vẻ vui thích hả hê khi thấy lỗi của người. Càng không thể nhân vì một số vấn đề vụn vặt mà đi quấy rối đại chúng đang chăm chú nghe chánh pháp. Trong xã hội hiện nay, có nhiều người tham dự thảo luận Phật pháp trên mạng và mối liên lạc theo cảnh nói một câu ngàn người nghe, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, điều cần chú ý
là phải hết sức cẩn trọng ngôn hạnh, chớ tạo lỗi đàm thoại, làm nhiễu loạn người đang cần tập trung nghe pháp. Sám văn. Sang tham bỏng sẻn, ăn một mình, bị đọa trong ngạ quỷ, sinh làm người thì bần cùng đói khổ. Giải thích. Do sang tham bủng xỉn, dành ăn lén một mình, bị đọa vào cõi ngạ quỷ, ác báo hết thì chuyển sinh vào nhân gian, sống rất bần cùng, đói khổ. Năm 1990, ngày nọ, một người bạn đến nhà tôi kể là chị dâu ông vừa chết, tang sự làm xong mới một tuần. Ông mới nói đến đây thì tôi lập tức thấy ngay một nữ nhân gầy như que củi, đầu rối bù, dập đầu cúi lại như tế sao, van cầu tôi cứu bà. Tôi định tĩnh, dòm kỹ. Hóa ra đây là bà chị dâu đã chết, đi theo ông bạn đến tận nhà tôi. Bởi bà biết rõ về tôi nên mới đi theo chú em chồng mà đến, mục đích cầu xin tôi cứu bà. Những người ăn chay niệm Phật đều có một dần kim quang bao phủ, hễ tu càng giỏi thì kim quang càng dày, càng tỏa ánh sáng ngũ sắc, khiến bất kỳ yêu tà quỷ thần gì cũng đều phải kính sợ, không dám xâm phạm. Tôi hỏi bà, có biết vì sao mình bị đọa vào cõi quỷ chăng? Bà kể, sau khi mình được gả cho nhà đó, bình thường hay nhín ăn nhịn thèm để có được danh tốt, khiến mọi người chấp nhận cảnh ăn uống đạm bạc. Nhưng tối đến, bà và chồng thường lén cùng nhau dùng đồ ngon. Ngay cả Tết đến cũng chỉ cho mẹ chồng ít đầu cá, cẳng gà. Do mẹ chồng thoái hưu lương ít, nên hễ cho có một xu thì bà liền nổi nóng, gây gổ cùng chồng. Lại do bà sát sinh, thái quá, nên mới 40 tuổi thì đã bạo tử tại nhà. Sau 49 ngày, bà đọa vào cõi quỷ, bây giờ chịu đói tới hai con mắt nổ lửa, khổ hết chỗ nói, chỉ biết cầu xin chúng tôi cứu bà. Lúc này Quả Lâm vừa nhìn thấy bà thì đã nhận ra do phạm tội gì rồi, thế là nó liền dạy bà niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ niệm ba câu thì bà được đi đầu thai. Do lúc làm người sống tham lam bỏng sẻn, nên dù được đầu thai vào nhân gian, bà phải sinh làm một người dân nghèo, cả đời sống túng thiếu. Nhưng có điều an ủi là bà sẽ gặp được Phật Pháp tu hành, và nhờ đây mà chuyển biến vận mệnh. Nếu như không nhờ đi theo chú em chồng, được Quả Lâm dạy niệm Phật và ngay đó thoát thân ngạ quỷ, thì bà phải chờ đến lúc thọ báo kiếp quỷ tận mới được sinh vào nhân gian, làm kẻ bần cùng khốn khổ phải đi ăn xin. Sám văn. Kẻ đem đồ ăn xấu tệ, ác thực cho người sẽ bị sinh làm heo lợn, bọ hung. Giải thích. Ác thực là thức ăn ôi thiêu biến chất. Những ai lấy đồ thúi, cũ, ngụy trang giả làm thức ăn ngon, tốt, đem cho hoặc bán, tiêu thụ, thì tương lai sẽ bị làm heo, bọ hung, chịu quả báo, ăn đồ thiêu dơ, ôi thúi. Cuối cùng, heo còn bị giết ăn thịt, bọ hung là loài chuyên dùi đầu ăn phân. Ác thực là từ ngữ chỉ tất cả thực phẩm có hại cho sức khỏe con người. Hiện nay đa số người tín ngưỡng kém, đạo đức suy đồi, chỉ biết có tiền, không quan tâm đến việc bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Họ dùng đủ thứ phụ gia hay hóa chất có hại bỏ vào trong thực phẩm, thuốc men, khiến vấn đề an toàn thực phẩm trở thành nguy hại nghiêm trọng, rất đáng lo. Chúng ta cần nỗ lực tuyên truyền nhân quả trong xã hội, cảnh tỉnh và đánh thức lương tâm những người tỉnh bơ đem đồ ác cho người dùng. Nếu họ cứ làm vậy, tương lai sẽ bị đọa vào cõi xấu, thọ khổ báo. Sám văn. Cướp đoạt của người, sao đọa làm dê, bị thế gian lột da ăn thịt. Ưa trộm cướp tài vật của người, sao sinh làm trâu bò, ngựa, bị người sai khiến, hành hạ. Giải thích. Làm trâu ngựa chở nặng đi xa, hứng chịu đòn roi của người,
đến già không còn làm được thì bị giết ăn thịt để trả nợ kiếp trước trộm cướp tài vật của người. Sám văn: ưa nói dối, rêu rao điều xấu của người, sao đọa địa ngục, bị rót nước đồng sôi nóng đỏ vào miệng, bị kéo lưỡi ra cho trâu cày, đền tội xong thì sinh làm chim cú. Ai nghe tiếng nó kêu cũng ghét sợ, cho là yêu quái đem điềm gỡ tới, đa số đều nguyền rủa mong nó chết. Giải thích: kẻ ác hạnh ưa nói dối, thêu dệt, bịa đặt, rêu rao điều xấu cho người là tự tạo quả báo, đọa địa ngục nặng nề. Mãn kiếp địa ngục rồi thì chuyển sinh làm chim cú có âm thanh khó nghe, khiến người hoảng sợ, chán ghét. Họ xếp loại chim này mang điềm bất thường, nên hay nguyền rủa trù chết. Tội ác ngữ dối gian, du rao lỗi người, nếu bịa đặt du khống, truyền rao lỗi tứ chúng đệ tử Phật, chư thiện tri thức, đại thức, cao tăng của Phật môn, thì tội này càng nặng. Phật xếp việc nói lỗi tứ chúng là tội nặng trong Bồ Tát giới, tuyệt đối phải tránh không phạm. Có nhiều đoạn trong Lương Hoàng Bảo Sám viết: cù dục là chim bát ca, là loài chim sáo, nhưng sáo là loài con người rất ưa nuôi, thông minh lanh lợi, giỏi bắt chước tiếng người, rất được yêu thích. Nên văn viết cù dục là sai, không hợp. Tôi đã tra trong sách cổ, thấy ghi có loài chim tên cù cát, tiếng kêu the thé chói tai. Vậy từ cát này mới là đúng. Có thể khẳng định rằng chữ cù cát bị viết thành cù dục do người cầm bút trong khi sao chép kinh đã viết sai nét, nên mới biến chữ cát thành chữ dục, gây ra nhầm lẫn. Xin nhắc nhở mọi người lưu ý chỉnh lại cho đúng. Sám văn: người ưa uống rượu say, sao đọa vào địa ngục phẫn trào. Tội hết rồi sinh vào loài đười ươi, mãn nghiệp được sinh làm người ngu si, không ai thu dùng. Giải thích: người ưa uống rượu, cả ngày ở nơi bàn nhậu, nếu thích say sưa không bỏ được thì đời này đa số chết vì rượu. Chết rồi lập tức đọa vào ngục phẫn cuộn. Ở nhân gian cũng có những chỗ giống như vậy, là hầm phân của những vùng nông thôn chưa phát triển, chứa đầy dòi. Dòi cả ngày say sưa bầu bạn với phân, giống như người uống rượu, cho rượu là thứ cực ngon. Nhưng người không ưa rượu thì nghe hơi xông ra từ kẻ nhậu, rất khó ngửi, tanh hôi. Nhất là uống rượu mà còn ói mửa thì hôi thối không cùng. Do tham đắm vị rượu, bị quả báo chết rồi ăn phân, uống nước giải. Nhân như thế, quả như thế, tự làm, tự chịu. Ác báo này hết thì đọa làm đười ươi. Sao được sinh vào nhân gian, nhưng ngu muội vô trí, bị người khinh khi chán ghét. Sám văn: kẻ tham lam bốc lột sức người bị sinh làm voi. Giải thích: hay sai khiến, lạm dụng sức người, trả lương ít cho công nhân hoặc mượn tiền mà không trả, chết rồi làm voi. Là loài chỉ ăn cỏ, nhưng phải làm việc chuyên chở nặng và còn phải nhẫn nhục chịu đựng. Sám văn: kẻ có địa vị giàu sang, làm người trên mà đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện với ai. Những người giàu ác này chết rồi vào địa ngục, chịu quả báo đau khổ cả ngàn vạn năm. Từ địa ngục thoát ra, lại đọa làm trâu, bị xỏ mũi lôi thuyền kéo xe, hứng chịu đòn roi nặng nề khổ sở, để đền lại nợ oan trái xa xưa. Giải thích: người giàu sang hay kẻ có quyền thế, làm chủ xí nghiệp hoặc tư gia, hay đánh mắng ngược đãi tôi tớ hoặc công nhân, thuộc hạ, mà người bị đánh do sợ quyền lực hoặc sợ bị mất việc mà không dám tố cáo, hoặc do họ không tìm được ai bên vực mình. Đối với những chủ nhân bắt nạt khinh người này, đến một ngày phúc báo hưởng tận thì họ sẽ đọa vào địa ngục,
thọ khổ mấy ngàn vạn năm. Mãn kiếp địa ngục thì sinh làm trâu, bị người xỏ mũi, bắt lao động nặng, còn phải hứng chịu đòn roi đau đớn để trả nợ xưa. Sám văn: làm người ăn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà ra. Người sang tham keo kiết, không biết tự tỉnh là từ trong loài chó mà ra. Những người độc dữ, tự dụng một mình là từ trong loài dê mà ra. Người có tánh hiếu động, nóng nảy, không giỏi nhẫn là từ trong loài khỉ, dượng mà ra. Người có thân thể tanh hôi là từ trong loài cá, ba ba mà ra. Người có tâm hiểm ác là từ trong loài rắn độc mà ra. Người không có từ tâm, tàn nhẫn, bạo hại là từ trong loài hổ báo, sài lang mà ra. Giải thích: tập khí tính tật mỗi người đều có quan hệ với đời quá khứ. Xin kể câu chuyện như sau. Nam cư sĩ X. Nam cư sĩ X là pháp lữ của tôi, vốn là nhân vật có tiếng tăm, gốc người Bắc Kinh, dung mạo lạ kỳ, đang độ tuổi trung niên. Ông tu hành tinh tấn, dốc lòng hoằng dương Phật Pháp, tướng người cao lớn, uy mãnh oai hùng, nhất là ngũ quan kỳ dị, ẩn hình bóng xà. Những lúc ông nổi giận, trông hung mãnh lắm, ai cũng kính sợ. Tôi từng nghe ông kể qua, tiền kiếp mình là đệ tử của sư phụ, ngài giao ông giữ nhiệm vụ hộ pháp. Hôm nọ tình cờ ông thố lộ, tiền kiếp ông tuy là một vị tu hành, nhưng kiếp trước đó nữa thì lại là mãng xà. Kiếp trước của mãng xà thì làm báo biển. Ông còn nhớ rất rõ lúc làm báo biển đã từng giao đấu với gấu Bắc Cực ra sao. Do kiếp vừa rồi ông là người tu hành, nên đời nay mới mấy tuổi đã biết rành nghi thức hành trì mật tông và nhận ra rất nhiều pháp khí. Thậm chí còn am tường mọi cấm kỵ trong tông môn. Hiện tại, ông vẫn nhớ rõ chuyện ba kiếp trước của mình. Ở kiếp thứ hai, ông là mãng xà. Nhờ nhân duyên đặc biệt may mắn, nên sau khi xả báo thân mãng xà thì chuyển lên làm người, được quy y Tam Bảo tu hành. Nhưng do ông sống quá lâu trong kiếp làm mãng xà, nên đời này vẫn còn lưu nhiều tập khí mãng xà. Chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn rất ưa ăn trứng gà, hễ nhìn thấy gà là phấn chấn. Mỗi năm vào mùa đông, đôi tay của ông vẫn còn bị lột da ba lần. Hiện nay nhờ tu hành nhiều năm, nên nét hung tợn nơi ngũ quan của ông đã giảm bớt. Đối với thế gian, huynh X không có hứng thú với danh lợi, bất kể là thức ngon, mỹ sắc. Ông không hề động tâm, ông chỉ có tập khí rất ưa ăn thịt. Nhưng từ khi phát tâm tu hành thì đã bắt đầu trường trai. Qua đây đủ thấy, bất kể chúng ta từ đâu tới nhân gian, nhưng hôm nay được gặp Phật Pháp, có thể hành trì bái sám, chứng tỏ đời quá khứ chúng ta đã từng là đệ tử Phật. Nếu không thì đâu thể tiến vào đại môn để tham dự bái sám này. Bạn xem, hiện tại tứ chúng đệ tử không phải là mỗi người đều có tập khí tính tật riêng hay sao? Nếu như ngay trong đời này có thể thệ nguyện nghiêm trì giới luật Phật chế, bỏ hết thói xấu, thì nhất định đạo nghiệp sẽ thành. Còn nếu đến phút lâm chung, tật xấu của mình vẫn chưa sửa đổi, thì tánh tật đó sẽ thành nhân tệ ác. Chết rồi, ắt phải theo nhân mà thọ quả xấu. Từ vô thỉ đến nay, mỗi người chúng ta đã có vô số lần vào thai lừa, bụng ngựa, từng xuống địa ngục, lên thiên đường, làm người vô số lần, học Phật cũng vô số lượt. Nhưng chính do không chịu đoạn dục khử ái, không buông hết vọng tưởng chấp trước, bị vô minh che lấp, nên cứ trầm luân thọ khổ vô tận trong tam giới, quay đầu chẳng thấy bờ. Hiện nay chúng ta đã hiểu sâu lý này, nếu như không khéo buông bỏ, không ném hết những ân oán thế gian, thì biết đâu một khi vô thường đến, mình chết đi, đâu ai bảo đảm là ta có thể quay trở lại làm người.
8 dần. Sinh ra làm người bị nhiều bệnh, chết sớm, chịu bao thống khổ không thể kể xiết. Như thế là do ba nghiệp ác gây ra, khiến ta mắc phải quả báo trong ba đường dữ. Giải thích: kiếp người chúng ta nhiều bệnh, đoạn thọ, thống khổ trùng trùng đều do ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra. Làm người mà có khẩu ác, tâm ác, thân ác, tức phải bị ác báo. Căn bệnh đáng sợ. 2 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Giang Tây, đã cùng Ngô cư sĩ ghé thăm nhà một bệnh nhân. Đây là một ngôi biệt thự cực kỳ lộng lẫy, sang trọng. Nhưng ông chủ lại bị bệnh, đang ở trong nhà. Tôi thấy ông quỳ trên giường, hạ thể quấn tả, trông khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi Ngô cư sĩ giới thiệu tôi với chủ nhà xong, ông ta cười đau khổ, hỏi tôi có muốn kiểm tra hay khám bệnh gì cho ông chăng? Tôi nói không cần. Lúc đó tôi có cảm giác ngũ tạng cùng tứ chi ông không bị bệnh nặng gì. Tôi bèn hỏi: ông mắc bệnh chi? Vợ ông kể, chồng bà trước đây bị mọc ung bướu nơi hậu môn, lúc đại tiện đau đớn vô cùng, đã đi bệnh viện cắt bỏ rồi, nhưng vết thương chẳng những không lành mà ngược lại còn thối rữa, lở loét, nên phải mổ tiếp lần hai. Vì vậy, hậu môn cũng mất đi công năng, khiến ông không thể nằm xuống, chỉ có thể quỳ mới thấy bớt đau. Bệnh này chẳng gây ảnh hưởng gì đến ăn uống, nhưng ông chẳng thể khống chế đại tiểu tiện, nó cứ tự động tuôn ra. Do vậy mà khổ hết chỗ nói. Bệnh viện Tây Y bó tay vô phương cứu chữa, nên hiện giờ ông đang trị theo Đông Y, song chữa chạy đã nhiều ngày mà không thấy hiệu quả. Cư sĩ Quả Năng là bạn đạo đi cùng tôi, bỗng lên tiếng hỏi. Trong lúc bà đang kể, thì tôi thấy trước mắt mình hiện hình dạng một cái cân rất lớn, bàn cân hai bên liên tục trồi lên hạ xuống không ngừng. Còn thấy trên hai cái bàn cân này, mỗi bên có một tiệc rượu. Vậy công việc của ông nhà liên quan đến những gì? Bà vợ đáp: dạ, ảnh làm thẩm phán, công tác tại pháp đình. Tôi bảo: trong kịch bản phim truyền hình Tể Tướng Họ Lưu có lời thoại rằng giữa đất trời có cán cân. Đây là cán cân công lý rất bình đẳng đối với mọi người. Bất luận làm việc gì, dù đối với người ngoài hay là quyến thuộc, thì khi tham dự xử án nhất định phải công tâm, không được lừa trên dấu dưới, biến trắng thành đen, không được làm tổn người lợi mình. Trong Phật giáo từng giảng: hạt gạo thí chủ nặng như núi Tu Di, ăn mà không tu phải mang lông đội sừng đền trả. Mấy câu này ai cũng phải luôn nhớ và hiểu rằng vô công bất thọ lộc. Nếu như đã nhận tiền của, quà lễ hoặc ăn của người thật nhiều mà chẳng làm gì cho họ, thì khiến họ mang cảm giác bị ức hiếp, dối lừa, tất nhiên lòng dấy lên căm hận. Nếu hành vi xấu này tái lặp quá nhiều, ắt đương sự sẽ bị đại chúng căm hận nguyền rủa, và mãnh lực đó sẽ biến thành sức mạnh cực lớn, tuy vô hình nhưng gây hại không nhỏ cho người cậy thế quyền. Vô công thọ lộc, và quả báo sẽ hiển hiện qua dạng báo ứng. Nghĩa là bệnh hoạn đau khổ sẽ giáng xuống thân thể đương sự. Vì vậy mà Phật giáo giảng: làm tổn hại người chính là làm tổn hại mình. Mỗi người cần tha thiết sám hối tội nghiệp mình đã tạo ra. Nếu trước đây từng ăn nhiều thịt chúng sinh, thì phải nên phóng sinh thật nhiều. Nếu như lỡ thu nạp nhiều tài vật mà bản thân mình không xứng đáng nhận nhưng không thể trả lui, thì hãy dốc hết vào việc ấn tống kinh, sách, thiện và phóng sinh, hoặc đóng góp vào quỹ phúc thiện lợi ích cho cộng đồng. Làm vậy sẽ giúp tiêu nghiệp diệt tội. Tốt hơn hết là mỗi ngày bệnh nhân này nên tụng ít nhất một bộ kinh Địa Tạng.
cần nghiên cứu, hiểu rõ giáo lý Phật giảng mới có thể phát tâm sám hối chân chính. Nếu ông nhà muốn lành bệnh, thì phải xem ông có phát tâm sám hối chí thành hay không. Người thân cũng có thể góp sức phụ tụng kinh Địa Tạng để hỗ trợ ông sớm hồi phục. Nhưng phải lưu ý, bắt buộc phải dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường mới có công đức và hiệu quả. Lúc giả từ, vợ ông hỏi, thưa, ở đâu có kinh Địa Tạng ? Ngô cư sĩ nói ngày mai ông sẽ đem đến. Quả Năng bổ sung thêm, hiện tại cần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm ra tiếng. Nếu mệt thì có thể niệm thầm, sẽ giúp giảm bớt thống khổ. Tôi dặn dò, sau khi kinh Địa Tạng mang tới rồi thì mỗi ngày chịu khó tụng, sức có thể tụng mấy bộ thì ráng tụng bấy nhiêu, lúc rảnh thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đều tốt cả. Hiện nay có rất nhiều người đang phạm lỗi, làm tổn người lợi mình, rất ưa rút công bồi tư và hoàn toàn quên mất lời cổ huấn, làm nhiều việc bất nghĩa là tự hại mình thê thảm. Câu chuyện này xin cảnh báo những ai đang làm các việc liên quan đến pháp đình, phải hết sức cẩn thận và nên khắc ghi vào lòng câu chấp pháp công minh, quyết không lợi dụng chức quyền để tham nhũng, hối lộ, ăn hiếp, trấn lột, đoạt lừa của người. Bạn thấy ác báo của ngài thẩm phán này chăng? Khi cái miệng ở trên vừa thu nạp cho vào toàn cao lương sơn hào hải vị, thì cái miệng ở dưới do công năng bị hư, không thể kiềm chế, nên cứ tự nhiên phun bắn ra ngoài toàn những thứ phẫn uế, quyết tanh. Cho dù người bệnh chưa chết, nhưng sống mà bị như thế cũng giống như đã nếm cảnh địa ngục rồi. Nếu muốn chuyển hóa ác báo này, đương sự bắt buộc phải thành tâm sám hối. Nguyện từ đây đoạn ác tu thiện, phải hết sức chân thành, thực lòng ăn năn tu sửa. Nếu làm được như vậy thì không những giúp mình tiêu trừ ác bệnh, lìa khổ được vui, mà tương lai còn có thể dùng chuyện xảy ra cho bản thân mình để thuyết pháp làm gương, cảnh tỉnh người, rộng tạo công đức lớn. Chớ gieo nhân xấu khổ không lường, vinh hoa phú quý tựa khói sương, đêm qua còn đủ ngàn thứ tốt, sáng nay thọ tội quỳ trên giường. Tham của tâm tà hành sai luật, biến thành phẫn uế nơi rải dương. Nếu không hối lỗi siêng niệm Phật, bệnh khổ hành quỳ đến ly trần. Mạng sống vô thường, xin tinh tấn, dứt ác tạo lành phúc thọ khương. Người giàu cũng khổ. Phần lớn trong chúng ta ai cũng mong muốn được giàu có. Đôi khi chúng ta bỏ cả nửa cuộc đời hoặc nhiều hơn thế nữa để có thể trở nên giàu có. Sự đầy đủ về vật chất quả thực mang lại cho ta rất nhiều sự thoải mái trong cuộc sống và cũng bớt đi những nỗi lo toan chuyện cơm áo hàng ngày. Nhưng nhìn sâu vào vấn đề, người giàu nói chung cũng vẫn có những khó khăn nhất định trong cuộc sống, nhất là khi ta xét từ góc độ đi tìm một cuộc sống hạnh phúc. Phần lớn người giàu, nếu không nói là tất cả, đều đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở nên giàu có. Và dù họ có thành công đến mức độ nào đi nữa, để có được và củng cố vị trí của mình trong xã hội, quả thực với họ cũng không dễ dàng gì. Vấn đề đối với hầu hết những người giàu là sự khan hiếm thời gian dành cho bản thân và gia đình. Suốt một quá trình nỗ lực lâu dài đã tạo cho họ thói quen làm việc căng thẳng, tích cực, và rất ít người cho rằng điều đó có gì cần phải thay đổi. Kèm theo đó, người giàu có nhiều cơ hội để làm việc. Phần lớn họ là những người làm việc độc lập, có đủ vốn liếng để phát triển công việc không giới hạn, hoặc nếu họ đi làm cho người khác thì cũng là những cương vị tốt, có thu nhập cao, và do đó đòi hỏi trách nhiệm cũng nặng nề. Những điều ấy dẫn đến một thực tế là người giàu thường có quá nhiều cơ hội tốt để dành thời gian cho công việc,
điều đó mang lại cho họ thu nhập ngày càng lớn hơn, nhưng cũng thu hẹp thời gian họ dành cho bản thân và gia đình ngày càng hiếm hoi hơn. Ngược lại, những người ở tầng lớp trung lưu hoặc nghèo khó thường có những giới hạn nhất định trong công việc. Họ thường làm việc theo mức độ trung bình với số giờ lao động thông thường và một mức thu nhập khiêm tốn. Dù họ có muốn làm việc nhiều hơn nữa, cũng ít khi có đủ may mắn để tìm được việc làm thêm thuận tiện. Và như vậy, cách duy nhất để họ tồn tại là phải biết gói gọn cuộc sống theo với mức thu nhập thực tế của mình. Tuy vậy, họ luôn có thời gian dành cho chính mình và cho những người thân trong gia đình. Xuất phát từ thực tế này, trong những gia đình giàu có, việc quan tâm lo lắng cho con cái thường là đồng nghĩa với việc đáp ứng những nhu cầu vật chất. Con cái được sống sung túc, học hành đầy đủ và không phải thiếu thốn gì. Tuy nhiên, thường thì cha mẹ có ít thời gian dành ra để trực tiếp chăm sóc con cái. Điều này khiến cho con cái lớn lên trong sự thiếu thốn phần lớn tình cảm, bởi vì nhu cầu tình cảm của chúng là cần được sự gần gũi, chăm sóc bởi chính bàn tay cha mẹ, không chỉ là được đáp ứng đầy đủ về vật chất. Ngay cả trong quan hệ giữa vợ chồng với nhau cũng vậy. Khuynh hướng chung là trong những gia đình giàu có, người ta luôn quá bận rộn để có thể dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Và thật không may là điều này không sao có thể bù đắp lại bằng tiền bạc, vật chất. Nếu bản thân bạn là một người giàu có và tránh được tình huống rất thường gặp này, bạn có thể tự hào về điều đó. Mặt khác, có một tâm lý chung là người ta thường gần gũi quan tâm đến nhau nhiều hơn trong những hoàn cảnh thiếu thốn. Vợ chồng con cái trong những gia đình nghèo thường có tình cảm gắn bó rất sâu đậm với nhau. Họ cùng nhau trải qua những giai đoạn khó khăn của gia đình. Họ biết là những người chung quanh lúc nào cũng cần đến sự quan tâm chia sẻ của họ. Sự thiếu thốn vật chất chung của cả gia đình khiến cho họ có những nhu cầu thiết yếu giống như nhau và dễ cảm thông nhau. Ngược lại, trong những gia đình giàu có, người ta không có gì thiếu thốn mà thường chỉ chạy theo những ham muốn riêng tư của mỗi người. Vì nhu cầu không giống nhau nên họ cũng ít gần gũi nhau. Tất nhiên chúng ta chỉ đang nói đến cái chung chung, không đề cập đến từng trường hợp cụ thể. Nếu người giàu tự ý thức được những điều này, họ có thể có sự điều chỉnh thích đáng để tạo một không khí gia đình ấm cúng hơn, trong đó các thành viên đều quan tâm và dành thời gian thỏa đáng cho nhau. Điều chắc chắn là như thế ta sẽ bớt giàu hơn đôi chút, nhưng môi trường tình cảm sẽ tốt đẹp hơn và gia đình vì thế được hạnh phúc hơn. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói là một trong những yếu tố chi phối phần lớn cuộc sống của chúng ta. Khi tiếp xúc với ai lần đầu tiên, phong cách nói năng của người ấy có thể để lại trong ta một ấn tượng tốt hay xấu. Nhiều người cho rằng việc nói năng dịu ngọt là biểu hiện của sự không trung thực, và họ thích giao tiếp với những người có lối nói thẳng thừng, bộc trực hơn. Định kiến này không có gì để đảm bảo là đúng cả. Bản chất trung thực hay gian trá của một người không quan hệ đến việc người ấy nói năng dịu dàng hay thô thiển. Tuy nhiên, tôi có thể nói chắc điều này: không ai trong chúng ta lại không thích nghe những lời êm ái hòa nhã hơn là những lời đốt chát thô lỗ. Tục ngữ ta đã có câu: lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cũng là nói lên ý này. Nói năng dịu ngọt, chọn lựa từ ngữ, không có nghĩa là nói lời gian dối, không đúng sự thật. Đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Lựa lời mà nói có nghĩa là vẫn cùng một ý tưởng, một quan điểm, nhưng được cố gắng diễn đạt, trình bày theo cách êm ái hòa nhã nhất. Phong cách nói năng là một lợi thế không tốn kém, nhưng thường có thể mang lại cho ta những kết quả tốt đẹp không ngờ. Tuy nhiên, trước hết ta hãy thử xét qua trường hợp của những người nói năng không lựa lời. Khi chúng ta nói năng theo cách nặng nề thô lỗ, không những người nghe cảm thấy bị xúc phạm mà chính bản thân chúng ta cũng có rất nhiều điều bất lợi. Trước hết, tâm trạng của ta trở nên nóng nảy, bực dọc theo với ngôn ngữ mà ta dùng.
Điều này làm cho ta mất đi một phần sự suy xét, phán đoán sáng suốt. Thêm vào đó, cách nói năng nặng nề sẽ tập nhiễm thành một thói quen, và nó gieo cấy vào tâm hồn ta những hạt giống nóng nảy, bực dọc, làm cho tính tình ta dần dần thay đổi theo hướng xấu đi. Đối với người nghe, thật không dễ chịu chút nào khi phải chịu đựng những lời nặng nề, thô lỗ. Điều này có thể làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề theo hướng xấu hơn. Ngược lại, khi ta chú ý lựa chọn cách nói năng hòa nhã, trước hết ta giữ được sự thanh thản sáng suốt của chính mình. Thói quen nói năng hòa nhã là một trong những phương thức hữu hiệu để tu dưỡng tính tình. Như vậy, chúng ta vừa tránh làm thương tổn người khác mà đồng thời cũng có lợi cho chính bản thân mình. Khi vấn đề được trình bày theo cách ôn hòa, người nghe sẽ dễ chấp nhận hơn, vì điều đó tỏ ra là họ đang được tôn trọng. Ngay cả khi có sự bất đồng, chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được một phản ứng êm dịu hơn. Nói năng hòa nhã cũng là cách rất tốt để ta luôn tỉnh thức trong giây phút hiện tại. Khi ta nói, ta biết mình đang muốn nói gì và nên nói ra như thế nào. Bằng cách đó, chúng ta ý thức đầy đủ về bối cảnh giao tiếp hiện tại mà không bị chi phối bởi bất cứ định kiến hay sự lơ đễnh nào. Nói năng theo cách nặng nề, thô lỗ thường là do thói quen tập nhiễm lâu ngày. Nói năng hòa nhã cũng là một thói quen ngược lại mà ta hoàn toàn có thể tạo ra được. Để có được hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta không thể không quan tâm đến việc lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sống đơn giản. Sống đơn giản là một trong những phương thức giúp bạn có được hạnh phúc trong cuộc sống mà không đòi hỏi phải tốn kém nhiều. Nhưng ngược lại, nó đòi hỏi một sự hiểu biết và quyết tâm kiên trì thực hiện. Bởi vì thay đổi cách sống là một trong những điều khó làm nhất đối với hầu hết chúng ta. Sống đơn giản hoàn toàn không có nghĩa là gạt bỏ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Chỉ có điều là chúng ta thường có quá nhiều nhu cầu để đòi hỏi, đến nỗi ta khó lòng phân biệt được đâu là những nhu cầu tối thiểu và thiết yếu cho cuộc sống. Hơn thế nữa, chúng ta thường xác định những gì mình cần dựa vào nhận thức của những người chung quanh thay vì là theo phán đoán của chính mình. Đây là một điều nghe có vẻ như vô lý, nhưng tiếc thay, đó lại là sự thật đối với rất nhiều người. Nếu bạn là ngoại lệ, đó là một điều rất tốt cho chính bản thân bạn. Nếu chúng ta không quay nhìn lại để tự giới hạn những mong muốn của mình, những mong muốn ấy sẽ không bao giờ tự nó có giới hạn. Vấn đề ở đây là bạn phải giới hạn những nhu cầu của mình ở mức độ nào. Điều đó có thể là khác nhau ở mỗi người. Với tôi, một máy điện toán cá nhân là vô cùng thiết yếu, nhưng với một người khác có thể đó là sự xa xỉ. Bạn cần phải tự xác định những nhu cầu nào là thiết yếu đối với chính mình, chứ không phải là ai khác. Có một nguyên tắc tương đối đơn giản để bạn làm được điều đó. Khi việc loại bỏ một nhu cầu làm cho bạn cảm thấy dễ chịu hơn là theo đuổi và đạt được nó, bạn có thể yên tâm gạt bỏ nó ra khỏi danh sách phấn đấu của mình. Chẳng hạn như, bạn nghĩ rằng mình cần gắn một máy điều hòa không khí trong nhà, vì có những ngày nóng bức bạn cảm thấy dường như không sao chịu nổi. Tất nhiên, điều trước tiên là bạn phải ước tính ngân sách cho việc này. Thêm vào đó, bạn cũng phải tính đến hóa đơn tiền điện tăng vọt hàng tháng do việc sử dụng máy điều hòa không khí. Nếu thu nhập của bạn là vào mức trung bình hoặc không cao lắm, những điều này hẳn sẽ tạo ra một áp lực khá căng thẳng lên sự cân đối thu chi của bạn. Ngược lại, về phía bên kia của vấn đề là sự thoải mái có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều này lại tùy thuộc vào thời gian bạn có mặt ở nhà và cũng dùng đến máy, kèm theo với mức độ nóng gắt của thời tiết đã tác động đến bạn như thế nào. Bây giờ, bạn thử nghĩ đến việc loại bỏ kế hoạch gắn máy điều hòa không khí. Nếu sự dễ chịu mang lại do quyết định này, vì loại trừ được sự căng thẳng về tài chính, có thể lớn hơn là sự dễ chịu mà bạn có được sau khi gắn máy điều hòa không khí. Điều đó có nghĩa là bạn có thể yên tâm gạt bỏ nhu cầu này. Bạn có thể xem xét vấn đề một cách tương tự trước khi mua sắm thêm đồ đạc trong nhà.
quyết định một kỳ nghỉ ở xa hay tu sửa nhà cửa vào dịp năm mới. Mỗi một vấn đề đều có thể là thiết yếu hoặc không thiết yếu. Điều đó phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể và khả năng tài chính của chính bạn. Chỉ cần chúng ta đặt thành vấn đề quan tâm xem xét, có rất nhiều trong số những chi tiêu thông thường của chúng ta có thể được cắt giảm mà không mang lại bất cứ một sự thay đổi khó chịu nào cho cuộc sống. Và điều đó cũng có nghĩa là ta sẽ được dễ chịu hơn do sự giảm nhẹ áp lực tài chính. Thường thì chúng ta không chọn lối sống đơn giản chỉ vì những người quanh ta không chọn sống như thế. Một áo sơ mi tuy cũ nhưng có thể vẫn còn dùng rất tốt sẽ bị thay thế không phải vì chủ nhân của nó thực sự muốn thay thế, mà chỉ vì chung quanh anh ta mọi người đều đã mặc những chiếc áo mới theo một thời trang mới. Chúng ta cần thay đổi quan niệm ấy. Chúng ta cần điều gì? Đó là cho chính bản thân ta, gia đình ta. Không cần thiết lúc nào cũng phải quan tâm đến việc người khác nghĩ như thế nào về điều đó, bởi vì người khác hoàn toàn không hề chịu trách nhiệm về hạnh phúc của chúng ta. Không chỉ là vấn đề tài chính, khi bạn chọn một lối sống đơn giản hơn, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân và cho gia đình hoặc những người thân yêu khác. Chính thời gian ấy là vốn quý mà bạn phải cần đến để tạo dựng đời sống hạnh phúc. Bạn sẽ không phải tất bật ngày đêm quay cuồng trong công việc để có đủ thu nhập đáp ứng cho những nhu cầu vượt mức của mình. Giáo dục cho con cái trong gia đình nếp sống đơn giản cũng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là việc tiết kiệm đôi chút tiền bạc, tạo ra cho con cái một hướng suy nghĩ đúng đắn về nếp sống đơn giản. Đó là tạo dựng nền tảng hạnh phúc cho cuộc sống của chúng sau này. Bạn cần giáo dục điều đó bằng hành động cụ thể, không chỉ bằng lời nói. Bạn không nên cho phép con cái dứt bỏ những món đồ dùng cũ chỉ vì đua đòi theo bạn bè. Tôi biết có rất nhiều người vì thương con đã đáp ứng đầy đủ ngay cả những yêu cầu vật chất gần như vô lý. Điều đó không có lợi chút nào cho cuộc sống của chúng trong tương lai. Khi bạn chọn nếp sống đơn giản, bạn cũng bày tỏ sự cảm thông với những người khác còn nhiều khó khăn thiếu thốn trong cuộc sống, và đồng thời bạn cũng dễ có được niềm vui chia sẻ vật chất cùng với họ. Sống đơn giản không phải là một ý tưởng phức tạp khó hiểu, nhưng thực sự là một việc rất khó làm. Bạn cần phải kiên nhẫn trong việc thay đổi dần những nếp suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, nếu bạn có đủ quyết tâm để thực hiện, bạn sẽ được bù đắp xứng đáng bằng những niềm vui mà cuộc sống đua đòi bon chen không thể nào mang đến cho bạn được. Và đó chính là nền tảng cơ bản cho một cuộc sống yên vui, hạnh phúc. Lời nói và việc làm. Có câu tục ngữ rằng, nói dễ hơn làm. Chính vì vậy mà chúng ta thường nói nhiều hơn những việc mình làm. Điều này có vẻ như chẳng có gì quan trọng cho lắm. Hơn nữa, nếu ai ai cũng đều có thói quen như thế, thì việc gì phải quan tâm kia chứ? Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc, bạn rất cần phải quan tâm suy nghĩ về việc này. Lời nói là một biểu hiện của tinh thần. Trong lòng ta thế nào thì lời nói bộc lộ ra thế ấy. Ngược lại, khi được thể hiện ra rồi, lời nói lại gieo cấy những hạt giống tốt hoặc xấu vào tâm hồn chúng ta. Vì thế, muốn tâm hồn chân thực thì lời nói tất nhiên cũng phải chân thực. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi có những tác hại sâu xa mà chúng ta không thể không quan tâm sửa đổi. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý với nhau về tác hại của những lời nói dối. Hiển nhiên là nó đánh mất đi giá trị tự thân của người nói, khiến cho mọi người không còn tin cậy vào anh ta được nữa, ngay cả khi anh ta đã từ bỏ việc nói dối. Vì thế, những gì người nói dối đánh mất đi là nhiều hơn những gì họ đạt được. Nhưng không phải ai cũng có thể thấy được tác hại của những lời đùa cợt hoặc khoe khoang khoác lác, bởi vì chúng có vẻ như chẳng hại gì đến ai cả. Trong thực tế, những lời đùa cợt không thật hay những lời khoe khoang vượt quá sự thật chính là tiền thân của những lời nói dối. Rất nhiều người trong chúng ta đã biết qua cảm giác ngượng ngập lúng túng khi lần đầu tiên nói dối. Người nói đang đứng trước ranh giới giữa sự chân thật và dối trá, và cảm giác này
giống như một phản ứng tự nhiên của bản thân để cố ngăn không cho ta rơi vào sự dối trá. Thường thì người nghe rất dễ nhận ra vẻ lúng túng ấy để biết là mình đang bị nói dối. Tuy nhiên, nếu chúng ta lặp lại việc nói dối nhiều lần, chúng ta không còn cảm giác lúng túng ngượng ngập như lần đầu. Và chính những lời đùa cợt hay khoe khoang cũng có tác dụng xói mòn, làm mất đi cảm giác ngượng ngập lúng túng đã ngăn cản không cho ta nói dối. Nếu bạn thường xuyên đùa cợt khoe khoang quá trớn, bạn sẽ rất dễ dàng chuyển sang nói dối mà không có chút gì ngần ngại. Mặt khác, bản thân người nói không phải bao giờ cũng ý thức rõ được mình đang nói những lời không thật. Nếu ta nhận được sự tán phục hoặc tán đồng từ người khác, dần dần ta sẽ có cảm giác như mình đang nói thật. Nhưng thật ra ta đang lừa dối chính bản thân mình. Và điều này về lâu dài sẽ khiến cho ta mất khả năng phân biệt rạch ròi giữa sự chân thật và dối trá. Một khuynh hướng rất thông thường là chúng ta luôn nói nhiều hơn mức cần thiết. Một trong những lý do dẫn đến điều này cũng là vì nói dễ hơn làm. Đôi khi chúng ta tập thành thói quen nói rất nhiều mà không quan tâm đúng mức đến những gì mình nói ra. Sự lạm phát lời nói này luôn được những người chung quanh ta cảm nhận được và phản ứng lại bằng cách đánh giá thấp lời nói của ta. Điều này cũng có nghĩa là chỉ cần ta bớt nói đi, lời nói của ta sẽ tự nhiên có giá trị cao hơn. Nhưng vấn đề cũng không đơn giản chỉ có thế. Việc nói năng tùy tiện bừa bãi còn làm ta đánh mất đi năng lực suy nghĩ chín chắn đối với từng vấn đề, thay vì tập trung sự chú ý sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất. Ta dễ dàng hài lòng với bất cứ phát biểu nào vừa chợt nghĩ ra được. Biết hạn chế lời nói một cách thích hợp, chúng ta còn tiết giảm được một năng lượng đáng kể cần thiết cho cơ thể. Cũng có thể bạn có phần nào hoài nghi về việc nói nhiều có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng đó là sự thật. Người xưa cũng đã nhận biết được điều này nên có nói: khẩu khai thần khí tán, miệng mở ra là thần khí phải hao tổn. Tất nhiên, nói như vậy hoàn toàn không có nghĩa là chúng ta phải trở nên lầm lì ít nói. Có điều là chỉ nên nói những gì ta thấy cần thiết mà thôi. Khi chúng ta biết quan tâm hạn chế những lời nói không cần thiết, chúng ta sẽ tiến dần đến chỗ làm được tất cả những gì mình nói. Để cho lời nói đi đôi với việc làm không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu ta chỉ nói ra những điều đã cân nhắc thận trọng, thì điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Khi nói ra với sự ý thức đầy đủ là mình sẽ thực hiện lời nói đó, chính là chúng ta đã biết sống tỉnh thức trong hiện tại mà không buông bỏ những giây phút sống của mình vào sự lơ đễnh lãng quên. Việc giữ cho lời nói đi đôi với việc làm sẽ hoàn thiện nhân cách của bạn rất đáng kể. Và điều này có thể dễ dàng nhận ra được qua cung cách mà những người chung quanh sẽ đáp lại đối với bạn. Bạn sẽ không còn mấy khi phải nghe người khác than phiền về chuyện nói dễ hơn làm. Hạnh phúc là điều có thật. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng dài trên con đường hướng đến hạnh phúc chân thật. Tôi không biết chắc là bạn có hoàn toàn đồng ý với những gì đã được trình bày hay không. Nhưng chỉ hy vọng một điều là bạn nhận ra quan điểm về hạnh phúc chân thật nêu lên trong cuốn sách này. Hạnh phúc chân thật là sự yên vui thanh thản mà mỗi chúng ta có thể đạt đến bất chấp những khó khăn hay nghịch cảnh. Bởi vì có quá nhiều những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này, nên chúng ta không thể để cho chúng ngăn chặn hoặc cướp mất đi niềm vui sống của ta. Bằng không, ta sẽ chẳng bao giờ được yên vui cả. Như vậy, hạnh phúc chân thực không thể phụ thuộc vào những gì chúng ta có được, mà nó hoàn toàn đạt đến bằng vào cách sống của chúng ta. Có thể chúng ta còn nghèo khó hoặc rất giàu sang, hoặc gặp nhiều may mắn, hoặc có lắm rủi ro. Nhưng nếu chúng ta có một nhận thức đúng về cuộc sống và biết sống hết lòng, chúng ta đều có thể đạt đến cuộc sống yên vui hạnh phúc ngay trong hoàn cảnh của chính mình. Một khi bạn buông bỏ những quan điểm sai lầm, bạn sẽ dễ dàng nhận ra được rằng hạnh phúc là điều có thực ở ngay trong tầm tay của chúng ta. Ngay tại đây và trong giây phút này, trong từng hơi thở biểu hiện sự tồn tại của ta trong cuộc sống nhiệm màu này. Mong sao những gì bạn đọc được trong cuốn sách này sẽ không góp thêm phần vào gánh nặng tri thức của bản thân.
bởi người viết không hề có dụng ý đó. Những điều được viết ra ở đây hoàn toàn nhằm vào mục đích thực hành. Và tôi tin chắc là bạn chỉ có thể thực sự cảm nhận được hết khi áp dụng chúng vào cuộc sống. Chúng ta gắn bó với cuộc sống này thông qua từng hơi thở. Đôi khi chúng ta không thực sự tiếp xúc được với cuộc sống bởi vì chúng ta thường lãng quên, không chú ý đến hơi thở của chính mình. Không biết có hơi thở tức là không biết có cuộc sống. Cuộc sống sẽ không là gì cả nếu không là hiện tại mà ta đang cảm nhận. Vì vậy, chúng ta không thể tiếp xúc với cuộc sống nếu chúng ta lãng quên hơi thở trong hiện tại. Có thể bạn hoài nghi điều đó, nhưng bạn không thể không nhận ra điều này. Khi không tỉnh thức trong hiện tại, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn hút về với quá khứ hoặc tương lai. Và thật đáng buồn là chẳng bao giờ có thể có được hạnh phúc trong quá khứ hoặc tương lai. Vì vậy, trước khi chia tay, tôi mời bạn hãy cùng tôi thử đến với cuộc sống qua chừng vài mươi hơi thở, hoặc có thể nhiều hơn nữa nếu sau đó bạn cảm thấy có sự thích thú. Trước tiên, xin mời bạn hãy mỉm cười. Bạn không cần phải nêu ra một lý do nào đó cho việc mỉm cười, chỉ một việc bạn đang tồn tại và đang đến cùng cuộc sống, như thế là đã quá đủ để mỉm cười. Bây giờ, mời bạn hãy ngồi xuống thật thoải mái. Bạn đang ở trong phòng khách ư? Cũng tốt. Bạn đang đi dạo ngoài vườn ư? Càng tốt hơn.